Hay xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Và hôm nay là ngày 4 tháng 8. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô sam hương mini ha, với lại mấy cây mai chuyến thủy. Thì hiện tại những cây sam hương này á, bên vườn con đang bán và giao lưu giá rất là mềm nha. Đó, còn cây này là cây mẫu nè. Thì cô chú anh chị mình cắt tỉa một thời gian sau thì nó sẽ được những cây tương tự như thế này ha. Nói chung là chỉ cắt tỉa thôi nha cô chú, không có làm gì thêm nữa ha. Rồi thì đây là những cây sam hương mà bên vườn con hiện tại đang bán và giao lưu nha. Nói chung là những cây này thì cũng cắt tỉa đợt 3 cô chú anh chị. Tuy cái tàn nó hơi còn hơi nhỏ nhưng mà nó cũng gần rồi ha. Nó gần đạt tới độ thành phẩm rồi. Tới cái lúc này là cô chú anh chị mình cắt thì nó sẽ nhân đôi, gấp 3, gấp 4 lần ha. Tại vì một đọt là sẽ ra hai nhánh, mà cái này nó hiện tại có rất nhiều đọt rồi, 1 2 3 4 5. 5 đọt là nó, sau này cô chú anh chị mình cắt thêm một đợt nữa là nó ra thêm 20 nhánh nha, mép bên này không nè. Còn bên này là riêng nữa ha. Nói chung là sam hương này hiện tại bên vườn con lúc trước bán á là 35.000 một chậu. Nhưng mà số lượng rất là nhiều thì hiện tại cũng còn cái số lượng ít đó cô chú anh chị, còn có hai clip à. Đây nè, còn clip bên này, clip bên kia là mai chuyến thủy nha, clip bên này là sam hương nè, bên này cũng là sam hương. Nói chung là hồi tết á là về bích cái xăng này luôn, bích nguyên cái xăng sam hương này luôn ha, mấy ngàn cây nhưng mà bán hết rồi, còn có hai lớp hai clip này ha. Thì hiện tại thì bên vườn con cũng đang bán với giá mềm lại một chút để ra nhanh, để lấy chỗ để về cây mới của chú anh chị. Con về nhiều mấy cây sam trái lắm, sam trái với cằn thăng này kia rồi mới mốt con về với hồng ngọc mai, về tới gần 2.000 cây rồi nha. Cho nên ra với giá mềm để ra nhanh nhanh để con lấy chỗ trống ha. Thì hiện tại những cây sam hương này á, bên vườn con đang bán và giao lưu lúc trước là 35.000 nhưng mà hiện tại con giảm xuống còn 28.000. Nếu như cô chú anh chị mình mua 10 chậu thì 280.000, con bao phí vận chuyển là con miễn phí ship luôn ha. Còn nếu như cô chú anh chị mình mua dưới 10 chậu là 9 chậu trở lại á, thì con không có bao phí vận chuyển nha. Đó. Giá 28.000 một chậu sam hương. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều. Rồi con xin kết thúc và tạm dừng tại đây nha cô chú.